nắng sáng bên nhau hát lời tạm biệt sông nước mênh mang, lòng người đi sao xuyên trăng vàng nhớ dòng sông thương ngọn núi. Người ơi thương nhau như lời đã hò hẹn mà càng thương nhau và toàn thể quý vị khách quý trong chương trình ngày cuối cùng buổi trưa ngày hôm nay cũng đến. Và đó là chiến thuật trên đài Hoa Hạnh Phúc cùng cho bác toàn thể quý vị khách quý trong chương trình ngày cuối cùng trưa ngày hôm nay. Thật đúng là khoan mưa rồi thì khoan mưa nhất, hải là cây cả bóng cao để thoát nhé mình vào và tránh nắng chú mưa. Bây giờ trời đã về trưa và người than thì cứ mát rượi những mưa mùa hè. Rồi cũng kể từ ngày hôm nay, hải sẽ huyện xây hồ cao trên núi để cho thoan tắm mát cả cuộc đời. Thật đúng là chú rể trung hải trông rất đẹp trai, cô dâu hồng thoan đẹp gái mà cả hai song toàn. Giờ đây xin chào kính mời các bạn trẻ cúi đầu chào toàn thể quý vị khách quý trong môi trường ngày cuối cùng buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị hãy kính thẳng cho bạn trẻ một chào tối một ngày rất nhiều. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều cái dịch vụ từ phía nhà đi đầu phong quý, những cái chàng pháo kim tuyến thật tuyệt vời được gửi tặng tới các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật đúng là đôi ta như bản thông dong, như đôi nước ngọc nằm trong mâm vàng. Rồi nhờ thầy mẹ nói sang để chú nước ngọc mâm vàng lại có đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện đến từ phía gì nhà trai, cũng như một vị đại diện đến từ phía gì nhà gái và thứ thân của mẫu là những người thân sinh cho cô dâu chú rể. Hãy tiến tới đài Hoa Hạnh Phúc để cùng làm lễ cho năm 2024 trẻ của buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời những vị đại diện đến từ phía gì nhà trai đứng bên chú rể, kính mời những vị đại diện đến từ phía gì nhà gái đứng bên cô dâu dịu hiền thân yêu của chúng ta. Xin kính mời. Tôi xin thay mặt cho hai gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã dành thời gian về tại hội trường này. Chúc mừng hạnh phúc cho hai con của tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý vị đại biểu và quý vị khách quý hạnh phúc mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Thể quý vị khách quý là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin phép được thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.